Và chúng ta sẽ đến với kèo đấu giữa danh thủ trọng đại đối đầu với Giang Nghĩa. Một chàng trai đến từ HND tên là Nghĩa, họ Giang. Giang này là Giang Di chứ không phải là Giang Lạc. Kèo đấu gây quỹ thì các bạn có thể là đọc kỹ cái comment ghim của mình cũng như là phần mô tả video. Đây là ui rồi, Hà Già rất khỏe. Tìm chơi thì pha dứt điểm. Khi Phùng đã phăng 20 sao vào mặt sếp nghĩ lại mà tức. Và chúng ta có thể thấy được cái đội hình rất khổ đến từ Nghĩa Giang. Tên của Nghĩa Giang là Z for Fun, Z for F. Nghe thì có vẻ for fun nhưng mà đội hình thì không fun tí nào. Phù ché cộng 5. Rồi các pha dứt điểm đầu tiên. Hình như bóng đã đi trúng đầu Marcel Sai. Không, không phải các bạn ạ. Cú dứt điểm của Rai Cát, bóng đi thẳng lên trời. Đá bay Covid. Vidian. Rất khéo. Một đường tạt bóng vào. Ơi, ơi trời ơi. Vào rồi. Một pha tạt bóng khá dở của Vidian. Nhưng mà Donnarumma lại còn dở hơn. Không hiểu thủ môn người Ý làm cái gì. Ôi trời. 1-0, 1-0 dành cho Trọng Đại. Một tình huống có lẽ là cái nhãn quan chiến thuật của Trọng Đại đã được thể hiện. Thi đấu bóng đá ngoài đời rất nhiều năm và Trọng Đại có kinh nghiệm để xử lý những tình huống như vừa rồi. Một pha dê bóng của Vidian gọi tối như cái bị. Thế nhưng mà vẫn có thể xử lý được thành một pha tạt bóng. Có bàn thắng. Cướp được bóng rồi. Phu ché. Ui, Gullit. Gullit đã hoảng sau pha thúc đít của De Gea. Trần Anh đã phăng 20 sao vào mặt sếp. Alo alo anh bầm dinh. Đừng alo anh làm gì. Phu ché. Có bàn thắng rồi. Đấy. Alo Trần Anh. Alo. Với những cái kèo đấu như này thì cũng không biết đâu mà lần. Bởi vì hai game thủ đều có những lối chơi rất là dị. Theo như những gì mình biết thì bản update sắp tới thì sẽ không có thay đổi gameplay. Nhưng mà chả biết thế nào một lần. Bởi vì là có thể thay đổi mà người ta không báo thì sao. Gullit vào rồi. Cú dứt điểm ở một góc, đó là góc cơ bản. Chúng ta dê bóng đến gần vạch 16-50 và đóng thật là căng vào góc xa. Với những tình huống như này mà các bạn không chỉnh thủ môn thì rất khó chống được. Bạn nào mà biết chỉnh thủ môn thì những tình huống vừa rồi các bạn có thể chỉnh thủ môn nhích lên một bước. Không phải là bắt góc trái, góc phải gì đâu, mà nhích lên để gần hơn với tiền đạo một bước. Thì góc sút của tiền đạo nó sẽ hẹp đi. Nhưng mà cũng hên xui thôi, đỡ được thì đỡ mà không đỡ được thì thôi. Cái việc mà để cho tiền đạo đối phương xâm nhập vào vòng cấm một cự ly như vừa rồi thì là lỗi các hậu vệ rồi. Thủ môn thì còn gọi là just for fun. Phu ché không được. Phu ché tỏ ra rất khỏe. Trong những con này con giá rẻ thì phu ché là một trong những con đá được thuận hai chân. Sút cũng khá gắt. Rodriguez hay quá nhờ. Phu ché. Úi giời. Phu ché được cái đầu trận giờ là khuấy đảo rồi. Còn chưa có một đường kiến tạo hay là cái gì. À có bàn thắng rồi. Sorry. Có bàn thắng. Luis hay. Bữa tới Luis mùa LH ra thì Chelsea sẽ mạnh hơn. Thậm chí Luis LH đá được SW, đá CB và đá được cả CDM nữa. Như vậy trận đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về thành viên của HND. Giang Nghĩa, một đại gia ẩn giật, sống trên núi cao. Hôm nay thì lao xuống đất, đá Kendo. Hơi tiếc cái màn đi bút của Trọng Đại. Khi mà Trọng Đại đã có bàn thắng vừa lên dẫn trước từ khá sớm. Nhưng lại để lật kèo. 1-0. À mình phải ghi cái tỷ số lên đây cho anh em theo dõi chứ nhỉ, quên. Ok rồi, hai bên đã sẵn sàng. Trọng tài bấm sẵn sàng rồi, sao tôi còn vẫn còn nơi đây. À đúng rồi, ok. LBK Captain với cái khả năng làm toán của mình thì mình nhẩm tính cái đội hình của LBK Captain này. Đội hình ra sân nó lên khoảng độ 35 tỷ. Khoảng 35 tỷ. Eusebio tầm 13 tỷ rồi. Mấy ông kia hai mấy tỷ nữa. Đấy đấy khoảng đấy. Anh Ngọc có đá không? Có chứ. Ngọc đá ghê lắm. Anh Ngọc sở trường gọi là văn nghệ.
Khi mà anh Ngọc giành chiến thắng thì Ngọc sẽ hát. Nhưng mà từ hồi vào kèo đến giờ thì chưa hát bao giờ. Ôi, trong lúc mà tôi đang tắt cái chuông điện thoại thì CBO đã ghi bàn. Rất tuyệt vời. Cụ vẫn có gì đó khác biệt. Và chúng ta có thể thấy là trong những cái tình huống diễn ra trong hai trận đấu gần nhất thì cái khả năng phòng ngự của bạn Nghĩa bên phía HND cũng là không ổn lắm. Làm công tác bình luận game nói thật là nó cũng hơi khó. Mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa. Gareth Bale lại là cua Sebio. Hay quá. Lần này là Dona hay. Cụ đã có tình huống dứt điểm chéo góc nhẹ nhàng đệm sệt về phía góc xa, nhưng mà Donnarumma đã có tình huống chỉnh thủ môn ở bên phía Nghĩa Giang. Đúng là về cái mặt chiến thuật là tương đối phức tạp. Kỹ năng đâu đấy, tôi có thể khẳng định là Nghĩa Giang đá tay cầm. Ui, Balotelli mang tiếng là cục xúc, cao 1m88, nặng 89kg, thể hình trung bình. Nhưng mà Balotelli khi mà húc vào Sissoko thì cũng hoảng thôi. Sissoko mùa UCL nặng đâu đấy 91kg. Một lối đá kèo khá vui nhộn. Pha dứt điểm Fuchs ra chân rất nhanh. Thường thì chúng ta vẫn hay gọi dân dã đấy là future, tức là tương lai. Gareth Bale có cơ hội dứt điểm. Cú dứt điểm của Gareth Bale là hơi non. Sebio có cơ hội này. Varane này, lại là cụ này. Góc alpha. Không, cụ tạt. Tạt thì hết cơ hội rồi. Mới đây Neymar đã xuất hiện trong bộ phim Phi vụ triệu đô với một vai siêu phụ. Lý do là anh tham gia bộ phim vì quá mê bộ phim này. Thế thôi, đơn giản thế. Đang nghỉ Covid rảnh vào đóng phim cái cho nó mát. Và trận đấu đã kết thúc 9 phút. Một cái kèo đấu 90 phút tương đối là hài hước đến từ hai vận động viên. Và người dứt điểm hiệu quả hơn, bén hơn đã là người giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ đến với đội hình của... Ôi dồi, trước kịp soi. Ui, 123 tỷ, lúc nãy tôi đoán có bốn mấy tỷ. Coi thường đối thủ quá. Bên này 183. Ok, như vậy là hai bên đều mang đến rất nhiều tiền cho kèo đấu này. Cập nhật thì có thu tiền chứ thì phải nhượng xuống không anh? Cái này anh không biết. Cái này thì gà rán sẽ thông báo. Anh em theo dõi trên trang chủ. Streamer thì gọi là cũng là người chơi thôi. Bọn mình cũng không có nhiều thông tin hơn anh em đâu. Cũng là đọc trên trang chủ chứ còn cũng không có những cái thông tin nó thầm kín hơn để mà có thể cung cấp cho các bạn. Mấy anh em tôi toàn đoán giả đoán non cả. Thuận mồm thì chém thế thôi, còn cụ tỷ thì không biết gì. Hôm nào update á? Ngày 22 tháng 4 bạn ơi. Trang chủ có ghi mà, họ rầm rộ quảng cáo bao nhiêu banner từ đầu tháng đến giờ mà. Cái nội dung update rất là hấp dẫn, nội dung... Úi giời! Tí vào, vẫn là cụ. Lần này củ tỏi đã thi đấu tốt. Và... cái con bài mùa LH là con bài có thể là con bài tủ của năm nay. Ui, CBO. Ui, phóng kìa. Ui giời! Ui giời, cụ ơi! Ui giời! Tả sung hữu đột, một mình một ngựa. Cụ cắm mặt phóng. Sau đấy cụ đột nhập vào trong, nhưng mà không hách được bàn thắng nào. Tiếp tục lại là cụ. Tình huống trầm hấp. Còn bản update ngày 22 tháng 4 tại máy chủ Việt Nam thì nó không có đả động gì đến việc gameplay. Còn cái chuyện nó có thay đổi hay không thì mình hoàn toàn không biết. Gullit không được rồi. Vừa việt vị lại vừa pha đánh đầu khá nhẹ, không nguy hiểm.
Thái Lan thì update vào ngày 21 tháng 4 và nội dung update của Thái Lan thì không có mùa LH theo như thông báo của họ, mà họ sẽ thêm vào đấy là các huyền thoại Thái Lan, thẻ huyền thoại Thái Lan chứ không có mùa LH. Đây là trận đấu mà hai bên đều đã tung ra tất cả con bài chiến thuật rất hay. Bên phía Minh Quân có một kỹ năng điều khiển thủ môn. Theo mình nghĩ là bạn ấy luyện cái skill điều khiển thủ môn này rất nhiều rồi. Và nãy giờ tất cả những cái pha xử lý của Minh Quân về thủ môn, mình cho rằng nó rất hợp lý. Eusebio sút vội, quá hay. Một pha ZD, ZD với một cây lực không vào. Eusebio bên này đá hỏng. Không có đội hình nào toàn diện công thủ toàn diện đâu các bạn. Mỗi bên đều có 11 cầu thủ. Đội hình này nó sẽ khắc chế đội hình kia. Và như vậy là kèo đá pen của chúng ta kết thúc. Mặc dù củ tỏi đoán đúng hướng, nhưng hơi fail cho củ tỏi là anh lại rụt cái tay lại. Và ui trời ơi, kèo candle này nó lại lệch kèo rồi. Chúng tôi đã thấy Di Drogba đã cặp cùng với Zinedine Zidane và Di Drogba, đọc méo cả mồm. Ở dưới là Emmanuel Petit. Rất nhiều icon xuất hiện. Ở Sebio, hai cụ đấm nhau. Nhưng mà lại thêm Petit vào nữa thì cụ đỏ đã hoảng. À, và xử lý rất chất của Didier Drogba. Chất nhưng mà mất bóng. Eusebio có cơ hội. Văn Đại, Văn Đại không thể lấy bóng được của cụ. Ui, cụ thực sự nguy hiểm các bạn ạ. Cụ Mao số 1 thể hiện ngay cái tầm vóc lãnh tụ. Áo số 1, không thằng nào dám nhận là số 1 ngoài cụ. Zidane lại một lần nữa đứng trước chấm đá phạt, và hy vọng Zidane sẽ không có những tình huống xử lý nực cười như lúc nãy. Drogba phải đầu rất trâu đi đây. Drogba rất may là bên phía của Minh Quân vẫn còn đó xét nhì. Công nhận Drogba đánh đầu khủng thật. Cho dù là Văn Đại cộng 5 hay là Varane cộng 5 kèm đi nữa thì cũng không thể nào cản được voi rừng. Voi rừng ăn mừng kiểu gì đây? Kiểu này là kiểu chim cánh cụt à? Hay là lạc đà đây? Hai nhân vật theo kèm Drogba thì vừa rồi là Moussa Sissoko và Son Heung-min. Son Heung-min thì nói chung là chỉ đứng vào cho vui thôi. Còn Moussa Sissoko về sức khỏe thì cũng được đánh giá tầm cao rồi. Nó không là gì cả. Mặc dù cũng thuộc loại châu bò húc rồi. Hay quá nhờ, Drogba phối hợp, Drogba là người kiến tạo Zidane, ôi Zidane sút rất vội. Tại sao không phải là một đường truyền ngang, mà cái lúc cần đồng đội thì không đồng đội, mà cái lúc cần quyết đoán thì lại đi chuyển. Có vẻ như là thần y Hơ-jun là đang nhập vào bên phía của Trần Ngọc rồi. Can tòe, Zidane. Zidane đang đảo những cái đường bóng mang thương hiệu của Iniesta. Và đây là Kevin. Kevin vào rồi, 2-0. Cú dứt điểm của Kevin sút ngay vào góc gần. Rất khó có cơ hội dành cho Seth Nhi trong tình huống vừa rồi. Kevin giật xe liên tục. Zidane có cơ hội dứt điểm, có sút không? Sút! Đúng rồi! Lại một lần nữa pha đổi người chỉnh thủ môn của Minh Quân bị bắt bài ngược. Chúng ta theo dõi cái pha dứt điểm này. Đây là pha dứt điểm mà Zidane đã quan sát rất kỹ từng cái bước chân của Seth Nhì. Zidane không sút góc xa. Định sút góc xa rồi nhưng mà rén lại, chờ thêm một nhịp và đóng góc gần. Rất chuẩn. Và fan mừng thể hiện cái đầu hói
Có thể các bạn không biết thì Pep Guardiola và Zidane cùng dùng chung một nhãn hiệu dầu gội do trọng tài Colina giới thiệu. Eusebio. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy đại diện Trần Ngọc bên VHND có một chiến thắng các bạn ạ. Hân hoan quá, tuyệt vời quá. Chỉnh thủ môn là bạn bấm cái cần phải xuống rồi bạn gạt nhé, vừa bấm vừa gạt trên tay cầm á, cái cần ngoáy skill á. Cái thao tác chỉnh thủ môn trên tay cầm là thao tác nó khá phức tạp. Đến từ cái gì? Văn Đại. Hernandez. À, ngoáy rất khéo. Didier Drogba. Can tòe. Úi trời. Chuyền dở như shit. Nhưng mà Marcelo bên phía bên kia hậu còn dở hơn. Chúng ta thấy N'Golo Kanté có pha chuyển bóng tôi phải nói là tệ. Nhưng trong cái rủi có cái may. Marcelo đang mải mê ngắm những cái bóng hồng trên khán đài. Alario là tiền đạo có kỹ thuật, có thể hình, có chỉ số đánh đầu và dứt điểm cao, cũng khá dẻo. Nhưng mà bị cái chỉ số bình tĩnh quá thấp khiến cho cầu thủ này thường xuyên gôn trống đá ra ngoài. Hay quá nhỉ, vừa nói xong dê rất dẻo. Đấy, anh em thấy chưa? Vâng. Vừa nói xong, cứ đến tình huống quyết định là kiểu gì nó cũng toàn. Đấy chính là Adebayor. Ngôi sao một thời của Arsenal. Người đã từng có pha dứt điểm vào mặt của Vidic. Adebayor! Sở trường vào rồi. Đây là tình huống dứt điểm ngọt ngào của Adebayor. Adebayor đã bị mất mặt trong game rồi. Có lẽ là vấn đề bản quyền đã khiến cho Emmanuel Adebayor bị mất hình. Hai bàn thắng đều có yếu tố gây cười. Đến từ gái bên đường chuyển. Ôi, Kanté chuyển vào Zidane bên này ông ơi. Chúng tôi thực sự là phải bất ngờ với cái nhãn quan chiến thuật của Kanté với những cái đường chuyền khó hiểu. Tình huống vừa rồi nếu mà truyền chuẩn cho Zidane thì có lẽ là không còn gì để nói. Nhưng Kanté đã chọn cho mình một cái cách rất khác, một lối đi riêng. Đánh đâu? Vào rồi, Adebayor. Rất khó để cản được tiền đạo người Togo. Avin Kuda tuổi tí. 2-1 rồi. Bóng được truyền lên cho Drogba. Đây là Eusebio. Zidane đang di chuyển rất tù. Rồi ôi ạ. À. Hết cả cơ hội với ông. Đây rồi. Zidane. Ôi trời ơi. 96.69% là đại diện HLD sẽ thất bại. Và Zidane di chuyển như chưa từng được chơi vị trí tiền đạo. Và rất cảm ơn các quý khán giả, những anh em đã theo dõi cũng như là chia sẻ video giúp mình. Và nếu anh em nào đang xem livestream mà chưa thả like cho video thì anh em thả giúp mình cái. Chung tay để lùi dịch Covid. Và anh em có thể ủng hộ qua hai cái kênh mình có để ở phần mô tả video. Hay quá nhờ, những phút đầu tiên. Ui trời ơi, Mane đá ghê vậy. Phút thứ 3 anh em ạ. Một tình huống kích off. Không biết là hàng phòng ngự áo trắng làm cái gì. Mane xử lý kinh quá. Ôi, quá đơn giản. Pha xử lý khéo léo của David Silva. Không hiểu là ôi, Fabinho làm cái gì vậy? Fabinho có tình huống bắt người rất tệ. Dường như Fabinho không biết rằng David Silva thuận chân trái. Lại là Adebayor. Adebayor cũng đã từng một thời gian thi đấu cho Real và anh rất hiểu Ramos. Bây giờ ơi, không vào. Adebayor đã có tình huống
Ôi, gì vậy? Xa nhẹ. Cú sút kìa, rất chuẩn góc. Và dứt điểm nó vừa hiểm lại vừa cầu Âu, quá đẹp. 3-0. Nát như tường, đến từ phía của Huy sân thượng. Người ra sân cuối cùng bên VHD là Ngọc Quang zoom nhỏ. Người duy nhất là mang cái hơi hướng của vận động viên thi đấu. Trần Anh đã phang 50 sao vào mặt sếp, 50 sao này để cảm ơn anh VIP đeo dậy sút xa nhà anh. Ok em, nếu thực lòng lời cảm ơn em có thể donate 5.000 sao. Thậm chí là với cái thời gian mà Dù Béo có được. Đây ơi, pha khá vừa vặn đi lại ăn. Đây là tình huống mà Son Heung-min đã bật lên khá chống trải, do Marcelo đang bận ngắm gái và Văn Đại thì đang chờ Ederson can thiệp. Một bàn thắng đến cho Son Heung-min. Tình huống này thì chỉnh thủ môn đã trở thành con dao hai lưỡi khi mà Ederson băng ra vô hình chung làm phế Văn Đại. Còn Marcelo thì vô hại trong tình huống tranh chấp bóng bổng. 1-0 dành cho Ngọc Quang. Chúng ta đang phân tích về cái tình huống mà Dù Béo đối mặt với cái khoảng thời gian như vậy thì hoàn toàn Dù Béo có thể xoay lưng lại, tâng bóng lên, DS hai lần trên không và sau đấy là tung cú dứt điểm. Úi dồi, vãi chưởng. Vào rồi, đang chém thì Adebayo lại ghi bàn. Nói chung là đội hình tiêu biểu của FIFA hay là các cái giải kiểu UEFA các thứ thì những cầu thủ của Real là thường có lợi thế. Tôi không biết là cái lợi thế nó đến từ đâu. Pha dứt điểm của Kevin và quá khó. Một tình huống lùi một bước, tiến hai bước, quăng chân quá kinh dị. Kevin mùa TC cộng 8. Pha dứt điểm này, lùi phát, bóng khá loang quăng, đóng luôn, quỳ không đỡ được. Phút thứ 118 mà Kevin còn có thể tung ra pha dứt điểm như vừa rồi, quá khép. Nhiều cầu thủ không còn sức để mà chạy nữa. Toảng quá. Vâng, và như vậy là trận đấu đã kết thúc. À, ngày hôm nay là một kèo đấu mà bên phía HND đã thua khá là dễ dàng. Và chúng tôi thấy được nỗi đau của chủ team. Có buồn. Ok, đấy rồi. Đấy, anh em có thấy không nhỉ? Như vậy là mình vừa mới thực hiện động tác trả kèo với tin nhắn cú pháp là HND ủng hộ kèo sâu mách với số tiền cược đấy là 500.000 đến tài khoản Techcombank của Lê Thị Yến, như trong mình trong cái comment game cũng như là phần mô tả video. Và rất cảm ơn anh em bên phía đoạn BK đã sang nhà tôi và cướp trắng bàn thắng như thế này. Ok.